xin chào tất cả mọi người chào mọi người đã đến với việc ngày hôm nay thì trong hai ngày gần đây thị trường crypto sẽ tiếp tục khả năng là sẽ đón nhận những cái chuyển biến tương đối là lớn và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải quan tâm ví dụ như là cái sự kiện như là Ủy ban thị trường mở Liên bang Mỹ là FOMC sẽ công bố cái biên bản họp vào ngày hôm nay Hay là chính phủ Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI vào ngày mai Thì tất cả những cái sự kiện này mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ có những cái tác động khá quan trọng đối với thị trường Thì mình sẽ cùng các bạn cập nhật ở trong cái video ngày hôm nay à, Như thường lệ thì trước khi đến với nội dung chính của video ngày hôm nay Thì mình muốn giới thiệu cho các bạn về sản dịch COIX Thì đây là một sản dịch đã được thành lập từ năm 2017 và là một trong những sàn giao dịch có lượng thanh khoản tương đối tốt và đã niêm yết khoảng hơn 600 cặp coin khác nhau và volume 24 giờ gần nhất là khoảng 300 triệu đô la với cái khối lượng giao dịch trong 3 ngày gần đây là 15 tỷ USD. Ở à, đây cũng là một trong những sàn giao dịch tương đối nổi tiếng với cả mức phí thấp và đang rất là tích cực để phát triển và cũng như là bổ sung những cái đồng tiền mã hóa mới. Và hiện tại thì có X họ cũng đang có một số những cái chương trình ưu đãi về nạp rút à, như là phí cũng như là về, về phí giao dịch cho những cái member của anh Review Capital thì những cái bạn nào quan tâm thì các bạn có thể tham gia bằng cái đường link ở bên dưới phần mô tả thì sẽ có admin bên mình sẽ hỗ trợ và uh, sẽ support các bạn. Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả nội dung chính của viên ngày hôm nay. thì như mình đã nói ở cái phần đầu của video thì ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ đón nhận những cái sự kiện tương đối quan trọng ví dụ như là À, biên bản họp FOMC và tin tức CPI của Mỹ. vào cái thời điểm mình đang làm video này thì à, biên bản họp FOMC chưa được công bố, vì vậy thì nên mình không có nhiều những cái đánh giá. Bởi vì chúng ta khá là khó để chúng ta có thể biết được là ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ đã họp và có những quyết định gì. À, thông thường thì trong cái đoạn này thì những cái quyết định của họ sẽ xoay quanh cái vấn đề về lãi suất và chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là sau 18 giờ hôm nay thì à, cái cái thông tin là chính xác là gì chúng ta mới có thể nhận định về cái biên bản này được. À, trái lại với đó thì cái chỉ số cpi được công bố vào ngày mai sẽ là một trong những cái tin tức mình cho rằng à, khá là dễ để chúng ta lên cái kế hoạch để ứng phó bởi vì thứ nhất là cpi là một cái chỉ số mà chúng ta có thể quan sát được và thứ hai là đi kèm với CPI thì trước cái thời điểm chỉ số này à, chính thức được công bố thì chúng ta cũng sẽ có những cái số liệu xem xét về cái mức kỳ vọng của người dân về cái chỉ số này đang ở mức là bao nhiêu. Thì ở cái thời điểm hiện tại thì cái mức dự báo của chỉ số CPI đang ở mức là 8,1% với cái chỉ số hàng năm là 0,2% đối với hàng tháng. Và nếu vào tối ngày mai mà mức chỉ số CPI được công bố là con số thấp hơn hai con số này ấy thì đây sẽ là được coi là một thông tin tương đối tốt với thị trường crypto bởi vì như thế thì đồng nghĩa với cái việc là lạm phát đã được phần nào được kiềm chế và có thể là à, thị trường tiền mã hóa sẽ à, không chứng kiến những cái xu hướng về tụt giảm mạnh trái lại nếu mà các con số công bố sẽ cao hơn những cái con số dự đoán này thì đây sẽ là một cái thông tin mà sẽ không tốt trong ngắn hạn và các bạn sẽ cần phải chú ý à, nếu mà chúng ta nhìn lại những cái lần công bố CPI trong những tháng gần đây thì đa phần là cái chỉ số CPI được công bố là cao hơn so với cả dự đoán và tương ứng với chúng thì phần lớn sau cái sự kiện CPI thì thị trường crypto đều có những cái biến động mà đi xuống trong khung thời gian ngắn. Duy chỉ có tháng 7 là thị trường có cái sự bật tăng sau khi mà CPI được công bố là thấp hơn số dự báo. Và cái thời điểm là 7 rưỡi tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau kỳ vọng là chỉ số CPI hàng năm sẽ dưới mức 8,1% và CPI hàng tháng thì sẽ dưới mức 0,2%. Và ở trong cái video ngày mai thì mình sẽ cập nhật kỹ hơn cho mọi người về cái thông tin này. OK thì đó là một vài những cái tin tức vĩ mô à, khá quan trọng mình muốn update trong ngày hôm nay. Thì bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một vài những cái news quan trọng khác xảy ra trong những ngày vừa qua. Thì cái tiết đầu tiên mà mình cho rằng là khá tốt đối với thị trường đó là ngân hàng Bank of New York ở uh, Mellon, viết tắt là BNI Mellon mới đây đã mở cái dịch vụ crypto uh, cho người dùng có thể gửi tài sản crypto vào trong tài khoản của mình. Và cái điều đáng chú ý ở đây là BNI Mellon chính là ngân hàng lâu đời nhất tại Mỹ và đây cũng đánh dấu một cái thời điểm giao thoa khá tuyệt vời giữa uh, một cái ngân hàng cổ điển và một cái sự đổi mới về công nghệ. Cái ngân hàng lâu đời nhất Hoa Kỳ giờ đây đã tích hợp một cái nền tảng tài chính công nghệ mới đó là crypto vào trong sản phẩm của họ. Và trong cái bối cảnh mà có rất nhiều nhà quản lý điều hành của phố Wall vẫn đang còn đặt câu hỏi uh, nghi hoặc về tiền tử thì các cái tổ chức tài chính lớn đã thực sự là đang mở cửa để chào đón crypto. Uh, BNI Mellon với cái tư cách là ngân hàng lâu đời nhất và là ngân hàng lưu ký lớn nhất đất nước chính là ngân hàng đầu tiên trong số 8 ngân hàng có sự ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ nắm giữ tiền số và cho phép khách hàng của họ có thể sử dụng được uh, một cái nền tảng lưu ký cho cả sản phẩm truyền thống và tiền điện tử và cái sự góp mặt của Binance Milan thì sẽ làm một cái bước mở đường cho những cái tổ chức uh, truyền thống tiếp cận đối với crypto một cách dễ dàng hơn và đích thân CEO của sàn Binance là CZ đã tỏ ra vô cùng háo hức với cái sự kiện này khi đã đăng một cái dòng tweet lên Twitter của mình để chúc mừng và với cái dòng tweet này thì đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like cũng như lượt retweet và vô số những cái phản hồi tích cực khác từ cộng đồng không chỉ có vậy thì nội trong ngày hôm qua thì uh, tin tức về uh, binance million không phải là cái thông tin vui mừng duy nhất khiến cho cg đích thân phải tweet để bày tỏ sự vui mừng của mình và ngày hôm qua thì ceo đã có một cái tweet rất là đơn giản và ngắn gọn với nội dung là google accept crypto có nghĩa là google đã chấp nhận crypto thì cái nguyên do là bởi vì công ty công nghệ này đã công bố rằng là họ sẽ hợp tác với sàn dịch Coinbase để tiến hành thử nghiệm thanh toán crypto trên cái nền tảng Google Cloud bắt đầu từ 2023 và thông tin này thì được đích thân giám đốc nền tảng Google Cloud là Admit uh, Zary đã đưa ra tại cái hội nghị trực tuyến Cloud Next đang được tổ chức và trong cái thông tin này thì được giám đốc của nền tảng Google Cloud là Admit Zary đưa ra tại hội nghị uh, trực tuyến CloudNext được tổ chức tại California và ông Zari thì tiết lộ rằng là Google Cloud sẽ cho phép toàn bộ người dùng uh, th muốn thanh toán bằng tiền mã hóa được thỏa ý của mình thông qua một cái uh, việc tích hợp cái bộ công cụ Coinbase Commerce vào trong cái sản phẩm của mình và trước dừng lại ở đó thì thông tin về cái việc uh, cái quan hệ hợp tác trên chưa phải là cái bước đi duy nhất trong cái việc đem tiền mã hóa tiếp cận đến người dùng trong ngày hôm qua của Google. Thì giờ đây khi mà toàn bộ người dùng Google có thể tra cứu thông tin với bất cứ cái địa chỉ ví Ethereum nào chỉ bằng cách là copy và dán cái số địa chỉ ví đó lên trên thanh tìm kiếm của Google. Và với sự cái sự góp mặt và xây dựng của một trong những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới thì CG đã phải tweet thêm một cái dòng tweet đầy ẩn ý rằng là hàng loạt những cái thông tin tốt như hiện tại à, mà giá cả vẫn không hề đi lên và nghĩ rằng đây chính là cái cơ hội để mọi người có thể đầu tư mặc dù ông cũng không, à, không quên là gắn kèm cái câu cảnh báo rằng đây không phải là một lời khuyên đầu tư ở sau cái phần của dòng tweet của mình. Ok thì sau hàng loạt những cái thông tin tích cực à, thì ở phần cuối của video thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một thông tin tương đối là xấu. Thì à, đây là thông tin về một cái vụ hack thao túng với cái thiệt hại lên tới 114 triệu USD trên nền tảng Mango Market, à, một cái nền tảng giao dịch phái sinh DeFi ở trên Solana. Tuy nhiên thì cái phần hay của câu chuyện là ngay sau đó thì tên hacker này đã gửi một cái đề xuất lên diễn đàn dự án và tuyên bố sẵn sàng trả lại một khoản tiền để đổi lại là không bị điều tra và truy cứu hình sự. Thì cụ thể đây tên hacker này đã lấy đi tài sản dưới dạng token và anh ta đề nghị là trả lại 65 triệu USD dưới dạng token và sẽ giữ lại cái số token có trị giá khoảng 48 triệu SD coi như là phần thưởng phát hiện ra lỗi và nếu cộng đồng đồng ý với đề xuất này thì họ sẽ từ bỏ cái việc điều tra hay là đóng băng tài sản của Tin Tặc và khi mà hắn trả lại cái lượng token nói trên sau đó thì kẻ tấn công đã dùng trực tiếp là 32,4 triệu MBGO là cái token quản trị dự án của mình lấy được để mà bỏ phiếu cho ủng hộ của đề xuất. Và nếu như đạt đủ 67 triệu MBGO ủng hộ đề xuất này thì sẽ được thông qua. Và ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có nhiều người ngoài tên tin tặc vote ủng hộ hay là phản đối cái đề xuất. vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm vài người nữa xem là kết quả của cái cuộc tấn công này nó là đi như thế nào và về đâu thì mình sẽ update cho mọi người. Đây cũng là một cái case khá là đáng để chúng ta theo dõi và khá là đáng để chúng ta quan sát Ok thì đó là toàn bộ những cái nội dung mình muốn update cho các bạn ở trong cái video news ngày hôm nay thì nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy đừng quên like cũng như là subscribe youtube ấn hình quả chuông bên cạnh để trong thời gian tới mình có bất cứ video nào thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được theo dõi và các bạn không bị bỏ lỡ bất cứ thông tin nào Ok cả mọi người đã theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau Xin chào